Hội trợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 (CIE 2018) do Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp với Ủy ban Thương mại Thượng Hải chủ trì tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của chính phủ Trung Quốc nhằm mục tiêu mở cửa thị trường ra thế giới, tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc, góp phần thúc đẩy sáng kiến vành đai, con đường cũng như quá trình toàn cầu hóa với ý nghĩa và tầm quan trọng của hội trợ CIE 2018 và nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh thương hiệu sản phẩm Việt Nam, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với lãnh sứ quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo thông tin về việc tổ chức đoàn Việt Nam tham gia hội trợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIE 2018. Hội trợ CIE 2018 có quy mô trưng bày hơn 200.000 m2 với 6 ngành hàng chính là thiết bị công nghệ thông minh, điện tử gia dụng, công nghiệp xe hơi, phụ kiện và hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hội trợ dự kiến có hơn 100 quốc gia tham gia trưng bày và hơn 150.000 khách hàng thương mại đến từ Trung Quốc và các nước trên thế giới tới giao dịch. Đây là cơ hội thuận lợi nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Trung Quốc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, cục xúc tiến thương mại tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội trợ trên với 60 gian hàng, bao gồm các ngành hàng nông sản và thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thương mại dịch vụ, phần mềm công nghệ thông tin, các sản phẩm hàng hóa xuất xứ của Việt Nam và tham gia các hoạt động giao thương tại hội trợ.